mệt ghê luôn á. Hồi nãy có cái gì sao không chịu nói luôn đi. Tự nhiên cái nó giận ba, nó bỏ nhà nó đi đó. Không phải, là lỗi của con, là lỗi của con mà. Trời. Giang, từ từ nghe ba nói nè con. Cà phê của anh đây nè. Dạ. Cảm ơn em vì đi cà phê nha. Mà anh với vợ cãi lộn hay sao mà anh ngủ đây vợ? Con có chuyện muốn nói với cô. Tôi nghe nè, cô nói đi. Con mong cô đừng tới đây nữa. Còn nếu như cô muốn gặp giám đốc, xin cô hãy đặt lịch trước. Cô đang về đời tôi đó hả? Còn nữa, hôm nay trong phòng của giám đốc có một vị khách rất quan trọng. Cô tới rồi đuổi họ đi như vậy, con thấy chuyện này là không phải do lắm. Nhưng với tình hình như bây giờ, làm sao mà họ chịu về nhà hả chú? Thì cô phải nghĩ ra cách gì chứ. Làm sao phải lôi tụi nó về nhà mà vẫn giữ vụ kiện tiếp tục cho chú?